Nadal, Djokovic giỏi nhất lịch sử. Chủ nhân 22 Grand Slam, Rafael Nadal đánh giá Novak Djokovic là tay vợt giỏi nhất lịch sử vì có nhiều kỷ lục ấn tượng nhất. Nadal hôm 14 tháng 2 tham dự cuộc phỏng vấn trong chương trình El Objective được đăng tải trên báo Marca. Trong đó, vua đất nện chia sẻ hầu hết những khía cạnh quan trọng nhất của sự nghiệp, bao gồm các kinh địch Roger Federer và Novak Djokovic. Nadal đánh giá Djokovic bị nhìn nhận xấu hơn con người thật. Anh nói, Djokovic tốt hơn nhiều vẻ ngoài của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy muốn thể hiện bản thân vì đã rất thành công. Djokovic có thể đập vượt nhưng ngay lập tức chơi với 100% phong độ ở điểm tiếp theo. Đó là lý do cậu ấy đoạt nhiều kỷ lục nhất. Tôi đã nói nhiều lần, các con số không nói dối và Djokovic giỏi nhất lịch sử. Nadal cho rằng Big Ba đã cùng chia sẻ sân khấu quần vợt trong phần lớn sự nghiệp, giúp đỡ nhưng cũng lấy đi của nhau nhiều thứ anh cũng cho rằng Big 3 gần như không thể bị đánh bại ở thời đỉnh cao, thể hiện qua khả năng thống trị Grand Slam của họ. Chúng tôi vạch ra con đường và biết cải thiện bản thân, Nadal nói. Khi được hỏi về mối quan hệ với đàn anh Roger Federer, Nadal cho biết cả hai là bạn thân, là những người đồng hành nhiều năm. Federer gần đây đã đến thăm học viện quần vợt của Nadal ở Malacca. Về điểm kết thúc sự nghiệp, Nadal nói các kế hoạch của anh hai năm gần đây bị trạch hướng vì chấn thương. Anh đang cố tập luyện và thi đấu linh hoạt hơn, dựa theo thể lực ở tuổi 37. Tôi sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng, Nadal nói về ngày giải nghệ. Tôi không muốn thi đấu trong tình trạng thiếu sẵn sàng về thể chất. Nadal sẽ ưu tiên mùa đất nện trong năm 2024, có thể là năm cuối anh thi đấu. Trước đó tay vợt 14 lần vô địch Roland Garros sẽ dự Masters 1000 ở Indian Wells lần cuối. Đây là giải đấu đặc biệt với Nadal vì anh ba lần vô địch và có lượng cổ động viên nói tiếng Tây Ban Nha đông đảo. Nadal cũng tiết lộ bản thân đã gặp bác sĩ tâm lý hai lần trong sự nghiệp dài hai thập kỷ, nhưng không gặp vấn đề đáng ngại với sức khỏe tinh thần. Anh nói, tôi nghĩ bạn nên thoải mái nói về tâm lý, cũng giống như khi bị đau chân thì phải gặp bác sĩ trị liệu. Bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng là cần thiết. Nadal cho biết sẽ tận hưởng cuộc sống sau khi treo vợt, nhưng chưa hình dung cụ thể sẽ làm những gì anh sở hữu nhiều học viện quần vợt, có thể chơi tốt môn golf và cũng đang kinh doanh một số lĩnh vực. Tôi muốn làm chủ tịch Real Madrid nhưng chắc chắn là không có kế hoạch nào cả, anh đùa. Nadal gần đây nhận lời làm đại sứ quần vợt của Ả Rập Saudi. Anh phủ nhận thu nhập khủng từ thương vụ này. Tôi không có nhu cầu về tiền, đó không phải vấn đề lớn trong việc này, Nadal nói. Họ trả tiền cho tôi, đúng, nhưng không có siêu hợp đồng nào. Chúng tôi đều muốn quảng bá quần vợt những gì tôi làm ở ả rập cũng là điều tôi đã tin tưởng cả đời rằng thể thao và giáo dục có thể thay đổi cuộc sống của bạn